em hỏi cái tiêu chuẩn để là được làm trụ trì hay tiêu chuẩn là ông sư, cho em xin cái tiêu chuẩn đó. Theo cái đạo Phật của Việt Nam, nghèo không thể đến chùa được, mà nghèo đến chùa làm phước cũng được, mà nghèo cũng đâu có được tu. Quy định hồi xưa tới giờ đâu có ai nghèo được tu đâu. Nghèo sao có tiền mua tượng Phật để lại, nghèo làm sao có tiền đổ xăng để đi chùa này chùa kia, Không mà có thưa thầy rồi nghèo làm sao làm phước, rồi nghèo làm sao làm giấy tờ. Giờ Ủa. vô làm tổ chức nào cũng giấy tờ. Giờ vô ông sư quy y đi, mua cuốn sổ là 50.000, cái giấy quy y đi cũng phải tốn 50.000 mua cái tờ cuốn sổ. Rồi các thầy mà quy muốn làm giấy tờ tu đi cũng phải tốn vài 3 triệu cống hiến cho nhà giáo hội hay là cúng cho chùa thì tao mới cấp giấy tờ. Giờ con làm lên trên xã này, ủy ban xã từng quận huyện, con có bao giờ photo giấy gì mà miễn phí không? Cũng phải có tiền hết, đóng con dấu cũng phải 5.000, photo cái tờ giấy cũng 1.000 2.000. Rồi giờ cũng làm bất cứ thủ tục hành chính gì của nhà nước đều phải có, qua xã ra phường đều phải tốn tiền hết. Nhưng mà cái vấn đề là người nghèo người ta có tình cảm, người ta tình mới cảm, nhưng mà mày lên xã có tình cảm, lên xã mày có đóng con dấu có trả tiền không? Giờ mày nghèo mày lên photo xong rồi xã có miễn phí cho mày không? Cũng phải tiền đó nè, nghèo cũng phải có tiền mà giàu cũng phải có tiền. nhưng người ta nghèo muốn đến chùa cầu, với người ta giàu lên cầu Không, giàu mày nói là cầu người tham, đạo Phật không có tiền tình trạng là cho mày nghèo đến cầu giàu hay cầu phước hay cầu 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 mày khao cầu danh hao lợi hay cầu trúng số hay cùng được cầu số biên đề đều cấm hết. Nhưng nghèo tới chùa làm gì? Nghèo lo làm ăn, lo kinh doanh buôn bán kiếm tiền để vượt qua cái đói cái nghèo để nuôi gia đình. Còn đi nghèo mà người ta tu tới giàu có đủ điều kiện ở không ta đi chùa. Còn mình nghèo mình lấy chùa ngồi thiền tới ngày tụng kinh tới ngày là sao về họ vợ để lại chùa thầy cho gạo đem về nhà đặng nuôi vợ nuôi con. Nên người nghèo đến chùa không có giá trị gì, mà đến nghèo mình phải lo đi làm. Nên là nghèo đừng đến chùa nó có lợi hơn, còn đến chùa mình khổ. Không lẽ giờ đến chùa tu mà tự nhiên thầy phải cung cấp cả gia đình mình cơm gạo, đúng không? Trai kia thầy nói giờ mình nghèo mà giờ không về đi làm thuê làm mướn đi bán cái số đi buôn bán gì để về nuôi vợ nuôi con, mà tự nhiên nghèo vô ngồi tu tới ngày là vợ nhà anh đói, con Giờ, nhà lấy tiền giờ đâu cái đi trường này đâu học. giờ giả sử có một người nghèo họ không có gạo ăn, họ đến trước cổng chùa họ xin thầy khoảng 500.000, thầy có cho không? Một ký gạo cũng cho mà một 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 tô cơm cũng cho. biết chưa? Cho chùa làm gì có cơ sẽ có tiền mà để cho có gạo luôn cho mình. Nhưng mà mình thầy tu mình phải từ bi á, từ Tu từ bi bi giúp giúp đã, người đời thầy tu là phải cung cấp mỗi bữa cơm, phải cúng cho thầy một bữa, buổi sáng không có người cúng là thầy đói rồi, buổi trưa không cúng thầy đói rồi, lấy đâu thầy có dư gạo mì cho. Nói chuyện vô lý. Giờ cũng đến cả nước Việt Nam có bao giờ cái chùa nào mà có gạo ăn không? Đều là người giàu cúng cho mấy ông sư ăn, chứ làm gì nhà nghèo cúng dường đâu. Đã con nghèo con cùng lính chùa xin mà chùa không có lấy đâu cho con. Nên con những người nghèo mà đến chùa xin là những người vô đạo đức, những người không có ăn học, những người không có trình độ và người không biết tu. Càng nghèo phải càng làm mà làm phước. Ví dụ mấy đứa đi làm bịch đi ăn xin đi, ăn xin có tiền cái đem lại cúng chùa, mình chưa có tiền đi xin xin sao có là đem lại chùa cúng cho ông sư, gọi là mà có phước lớn và tu và đến chùa. Còn đến chùa mà nghèo mà đến chùa xin cái gì giờ? mà có thưa thầy, lỡ giờ có hôm lép đi ngang chùa mình ta xỉu khi gì đói thầy có cho ta được bữa cơm không? Thì chỉ qua nhà cái bên mấy cái nhà dân á, sao kỳ vậy? người Đúng dân rồi, người ta mới làm ra có tiền với người ta mới cứu, chứ thầy chùa làm gì có tiền. Họ có xỉu trước chùa cũng thầy cũng không cứu, họ có chết trước chùa thầy cũng không cho hòm luôn, tuyên bố luôn, ai có chết trước chùa hay dục trước chùa thầy cũng không cứu không này, thầy đóng cửa lại người ta đó. Nói là Đức Phật từ bi mà thầy, từ bi gì thầy đó, từ bi đó dục cái xác tội mấy giờ thầy ước nguyện chùa làm sao nuôi được 50 con quạ, cái xác chết là dùng trước chùa thầy cho quạ cắn rỉa hết kìa, còn cái xương với da không thầy hốt thầy bỏ sụp rác trời, thầy xong. Tôi lỗi quá, quá tôi lỗi quá thầy thì nói đó, tôi lỗi thì ác quá trời thầy ơi. tu có nhiêu đó không phải chặt từng khúc 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 đem dục xuống sông chứ chết rồi cái xác đó làm gì giờ, đâu có tiền đâu đi khiêu, chặt khúc 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 dục xuống sông còn phải chặt khúc 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 đem khiêu. Người không thương người với nhau rồi thầy. Giờ tụi con quý loài vật hơn mà, nghe nói là thương chó nè, thương mèo, thương gà, thương vịt. Hiện giờ loài người đâu có giá trị, động vật mới có mới có giá trị. Người ta à, thấy nhiều người luôn, ta đi bắt chó quýnh người ta chết luôn. Tự nhiên chó ta nghèo ta khổ ta mới đi cắp chó, mà tự nhiên chú quýnh người ta chết luôn. Thầy vậy là loài vật nó lớn hơn loài người. Ta nghèo ta mới đi đi bắt chó, mà bắt chó đâu có trộm cướp đâu, chó đi ngoài đường ta có quyền bắt. Chó này đi đi lang thang ngoài đường, nó đâu có trong nhà ai đâu, biết của ai đâu. Thế giờ đệ tử hỏi thầy câu này nha, ví dụ như mình trong đạo Phật á, mình phải từ bi những cái từ gì thầy? Từ bi á, từ bi là gì? Từ bi là chẳng hạn như người có lỗi mà sửa,
là vô chùa tu, và người đã làm việc ác giờ không làm việc ác là tu. Rồi người có ăn học có trình độ đến chùa để tu, để độ người không hiểu biết, chứ đến chùa không có chỗ mà ăn xin, không có chỗ đi cứu người nghèo nữa. Thầy chùa không có cái lực nào mà thầy chùa giúp đỡ người nghèo người giàu cả, mà cũng không có giúp nữa người ăn xin, cũng không có giúp đỡ người bằng cùng, mà cũng không có giúp đỡ người chết, mà cũng đỡ giúp đỡ cái người còn sống được. Thầy là xây cái chùa mục đích là hướng dẫn cho họ tu và giáo dục cho trở thành người tốt, chứ không phải chùa để cái chỗ mà đi làm từ thiện, chỗ cho họ xin để cho chùa, cũng không phải chỗ để mà chữa bệnh. Nó là đem lại cái chỗ chùa là nó không có ý nghĩa và không có tác dụng. Từ bi là gì? Từ bi là mình gì, là chẳng hạn như mình đừng giết người, người gọi là từ bi. Còn thấy chờ động vật thực vật con người giết để ăn là không có từ, cái đó không có từ bi, mà cái đó là phải giết phải ăn. Rồi còn đứa nào mà không đúng thì hãy cầu nguyện, nhất là những người nào không khách thì đừng đến chùa, không khách đừng tới chùa. Vậy sao? Vậy nhà nghèo làm gì mà có bao giờ người nghèo đi tu bao giờ, chỉ coi có bao giờ người nghèo nào mà đi tu đâu. Thành Phật mà thầy. Tại tàng là vua chúa với người lãnh đạo Tây tu, với những người mà ta giàu có đi tu không, người nghèo có ai tu đâu. Nghèo mà gửi một đứa con còn chưa gửi nó, tôi nghèo tôi đói chứ tôi cũng nuôi con, tôi không bao giờ gửi tới chùa. Nhiều người họ tin bao bao nhà ra đinh đẻ bốn đứa con năm đứa con, mà thầy nói giờ phải gửi lời chùa thầy nuôi cho nó ăn học, làm như tôi không nuôi không nổi nha, tôi gửi đâu. Chắc có thể họ thương con cho nên họ không. Thì đó thì họ nói nghèo mà họ còn chưa tới chùa họ nuôi, còn không làm phước làm sao mà hô rồi nghèo sao đến chùa. Ở bao nhiêu người ăn xin ngoài đường đi, con gửi vô chùa thôi nó ở không bao giờ ở. Mà giờ con mời mấy đứa nít mà bán số nhỏ nhỏ à, kêu ở chùa đi, chùa nuôi nó không bao giờ ở. Không tin con kêu đi, con gỡ đem về thầy đâu. Đem mà ngày mai nó không trốn đi đâu quýnh thầy. Nó tất bọn về chùa, một ngày không trốn, hiện tuần cũng trốn, không mấy nửa tháng nó cũng trốn. Không có đứa nít nào mà ăn xin nhỏ nhỏ đi bán số mình đem về chùa nó ở được. Thầy ơi, vậy thầy xin phép thầy cho con hỏi một câu nữa. Trong cái giáo lý Phật giáo mình có cái điều nào mà nói là người nghèo không được đi tu hả? Giáo lý hả? Không có, nhưng mà thầy thấy chưa có người nghèo nào đi tu. Chứ không phải giáo lý này, thầy nói là người nghèo chưa ai đến chùa tu, và nghèo không có ai làm phước. Chứ đâu có thầy nói đâu là trong kinh để là người nghèo không được tu đâu, mà không có người nghèo để tu, và người nghèo cũng không đến chùa làm phước. Mà người nghèo cứ đến xin, xin không mà đâu có cho đâu. Thế thì những người như thế nào mới được đến chùa để tu thôi? Để nói đạo Phật đâu có giới hạn, phải có trình độ hết cấp 3. Phải có trình độ là hết cấp 3 hoặc đại học mới đến chùa tu. Và theo quy tắc đạo Phật thì không có bằng cấp 3 là không nhận đến chùa tu. Và không có cấp 3 thì không thể là làm ông sư được. Đạo Phật không cho phép, không có chùa nào mà khỏi dưới lên làm sư được. Tại giờ sư là hết lớp 9, vô chùa ăn học cho hết lớp 12 mới khỏi dưới được tỳ kheo. Còn chưa học tỳ kheo, chưa học có bằng cấp thì không có chùa nào cấp cho giấy ông sư là đã là ông sư, đã là ông thầy. Không có bằng cấp 3, không có chùa nào mà không gọi ông sư đó là ông thầy chùa. Ví dụ một trường hợp thế này nha, nó thằng này không có bằng cấp 3 nhưng mà nó vừa sinh ra đến khoảng 7-8 tuổi, nó đọc, nó ngồi, nó tụng kinh thanh vách, nó thuộc lòng anh vách, thế thì có được vào chùa không thầy? Thì vô chùa phải ăn học, ăn học. Kinh, đọc, cái đó là gửi vô để ăn học. Thì giáo dục cho thành người tốt thì được. Còn cái vấn đề mà gửi mà dốt mà không ăn học, nghỉ học rồi vô chùa, không có chùa nào nhận. Mà vô chùa thầy hỏi là chịu đi học lại không thì mới cho nhận, còn không chịu đi học là cũng không nhận luôn. Đến chùa không có ông sư nào dốt được. Và quy định của nhà nước không có ông sư nào mà không có bằng cấp 3 mà hô lập ông sư còn trụ trì. Cả nước Việt Nam chỗ nào mà ông sư nằm hô khỏi dưới tỳ kheo lên ông sư rồi, mà ông có cấp 3 là ông sư giả. Giờ Việt Nam mình cả nước rồi, hiện giờ ông nằm hô khỏi dưới tỳ kheo rồi mà kêu đưa bằng cấp 3 ra mà hô không có bằng cấp 3 là ông sư giả 100%. Không có chùa nào nhận. Còn có dùng quê á, chẳng qua là ông đó ông làm ông xãi, ông giữ chùa và ông làm công quả thì được, ông người đời. Chứ người tu không có quy định mà hô có không có bằng cấp 3. Nè giờ ông ta đi giờ đi khỏi giới mà người ta kêu ông nộp cấp 3 không có là ở đầu người ta sẽ không cho ở chùa. Thầy ơi, thầy mới nói là người nghèo là không được đi tu à, hay là không? Người nghèo không có ai đi tu. Nói vậy thôi. Con không biết, con xin lỗi thầy cũng nghèo, thầy cũng đi tu.
Hồi đó thầy đâu có nghèo, phải người ta gỡ gắm vào thầy mà. Ví dụ ông bà thầy gỡ vô chùa, gỡ vô chùa lúc nhỏ, nhờ lúc nhỏ làm gì ra tiền mà nghèo giàu. Mà là hồi xưa nhà thầy không nghèo. Có cơm ăn, có mặc mà sao nghèo. Nghèo rồi đâu có sinh đâu, thầy nhỏ lớn nhà thầy đâu nghèo cỡ nào cũng không có đi ăn sinh. Dạ. À nghèo có nghĩa là những nhà mà bán vé số thì anh xem mới gọi là nhà người nghèo, không không có cơm không, ăn áo với số giờ không phải là ăn sinh. Dạ. Với số ta đi buôn bán ta kiếm lời mà. Ý là cũng là người nghèo luôn tại vì không có không. Tiền. Nghèo là gì, là đây là không có cơm ăn áo mặc. Là không được đi tu. Nãy giờ thầy nói rồi, được đi tu nhưng mà có ăn học hay không, có ăn học ta mới nhận vào chùa, còn không có ăn học để đâu vào chùa. Giống tin con lại cái chùa nào đấy, con không có cần bắt cấp 3 vậy con tu gì bao nhiêu năm con được làm thầy, nếu cái chùa đó nhận là mình thành công. Nhưng mà chùa đó sẽ nhận rồi sẽ nuôi mình ăn học mà thầy. Học có nổi không? Cho nhưng mà học có nổi hay không? Vậy thầy cho em hỏi cái tiêu chuẩn để là được, để là được làm trụ trì hay tiêu chuẩn là ông sư, là cho em xin cái tiêu chuẩn đó. Theo cái đạo Phật của Việt Nam, nếu mà tuổi trẻ đến chùa tu á, là nếu mà còn nhỏ dưới 16 tuổi thì phải đi học, đang đã học mới nhận. Vô chùa là vừa học vừa đi học. Còn nếu mà chưa đi học mà nghỉ lương chừng á, thì nếu mà đồng ý đi học lại, học bổ túc thì cho nhận vào chùa tu, còn nếu mà không chịu ăn học thì không nhận vào chùa tu. Còn nếu mà ai 18 tuổi rồi mà có bằng cấp, ví dụ như là có bằng cấp hay không, nếu hỏi có bằng cấp rồi thì phải photo giấy tờ học bạ rồi nhờ lên chấp nhận ông thầy đi học phải bắt học lợ thì đồng ý thì sẽ nhận vào chùa. Còn nếu mà không có bằng bắt cấp 3 thì ông sư không nhận vào chùa để tu. Mà đi tu rồi mà muốn làm ông sư mà tu luôn cả đời á là bắt buộc khắp nhất phải có bằng cấp 3. Rồi sau đó sẽ học môn ngành nghề hay môn gì thầy? Thì đó là do nguyện vọng ước mơ của mình. Ví dụ như hết cấp 3 là tu được rồi, muốn không học nữa cũng được. Nhưng mà không đâu có được trụ trì là phải ông thầy đó là phải có tiền mua đất. Rồi ông thầy đó phải có tiền để xây chùa mới gọi là trụ trì. Chứ tự nhiên mình đệ tử ở chùa đâu có muốn ước mơ làm trụ trì, khó. Phải là mình có đất, có nhà, có cửa mà mình cống hiến để làm chùa mới gọi là ông trụ trì. Giống như nhà mình đi, có nhà rồi mất người ta cấp hộ khẩu, thì chủ gia đình, chủ hộ khẩu mới được là chủ nhà. Không chủ hộ khẩu sao chủ nhà. Hoặc là giờ ví dụ như cha mẹ mình lớn tuổi rồi thì tuy là hộ khẩu không đổi được, còn cha mẹ thì không thể làm người con đứng. Nhưng mà người con đã đồng ý làm chùa, hoặc người con đã tu rồi mà về cha mẹ đồng ý làm chùa rồi thì tuy người con chưa có đổi hộ khẩu được nhưng mà vẫn là trụ trì. Tại cha mẹ đã đồng ý làm chùa hay là chùa đã xây rồi thì cha mẹ thì tu, còn người con thì quyết thì là xây chùa làm chùa. Còn nếu cha mẹ tu thì cha mẹ làm trụ trì. Cũng là hay. Em hỏi thêm một cái nữa là những giấy tờ nào để được lên làm trụ trì, với lại cái tiêu chuẩn nào để được xây chùa này? Không có cần tiêu chuẩn gì, có đất là chạy giấy phép xây dựng là được xây chùa. Mà nói tóm gọn giấy chùa là cái tên thôi, chứ không có ghi xây chùa. Xây thường thường bất cứ xây lớn nhỏ kêu bằng xây nhà. Xây nhà to, nhà lớn, xây lầu hay là nhà một tầng, hai tầng, hay nói tóm gọn kiến trúc xây nhà. Mà còn cái tên bản hiệu giống như công ty đi, đâu ai nói xây công ty, xây xong rồi bắt đầu mới là xin giấy phép là địa chỉ số mấy làm công ty tên gì. Thì chùa cũng vậy, xây chùa xong rồi bắt đầu mới có tên bản hiệu chùa. Còn chưa xây làm sao có bản hiệu chùa, phải có kiến trúc chùa chứ. Cái chùa đó xây hoàn thành có kiến trúc, ví dụ như làm bằng sắt, bằng ngói hay là bằng cây, nó có dán chùa rồi là sở văn hóa mới cấp nhận cho mình ra cái giấy là đã công nhận là đã chùa. Vậy cái vai trò của giáo hội Phật giáo trong vấn đề xây chùa đó như thế nào vậy? Trong cái xây chùa thì nó tóm gọn là không có luận là chùa to hay chùa lớn, không có chùa nhỏ hay chùa lớn luôn, và cũng không nói là người sư hay không sư, người đời cũng có quyền lập chùa, đình miếu chùa người đời cũng được xây mà người tu cũng được xây, nhưng mà không có nói chữ, nói tóm gọn là mới xây dựng được để chữ chùa mà để chữ nhà. Mà khi xây hoàn thành kiến trúc đầy đủ rồi, tự nhiên mình làm cái gì, làm đơn thành lập chùa, cái đơn thành lập chùa rồi gửi cho bên đơn vị nào này? Gửi cho ban tôn giáo, mặt trận tổ quốc, ủy ban từng quận, huyện, xã và giáo hội và bộ nội vụ.